Quý thân mến, hiện tại thì em Dương đang ở khu nhà của em Dơ, một cậu em có căn nhà ở phía bên trên đỉnh núi mà có anh Sình cụt chân ấy. Thì ngày hôm nay em Dương vào trong này để tiến hành trao cái phần quà là cái phần xuất tiền của anh NM. Anh có cái phần tiền để làm quỹ cho em Dơ đi học ấy. Thì hiện tại là đến tháng này thì anh em tiếp tục vào trong này để trao đem vào để dành cho mẹ của em Dơ để em đấy. Cho mẹ em đấy xem là gửi cho ai đi được thì gửi cho em Dơ để tiến hành đóng tiền học cũng như chi phí mua những cái quân tư trang cá nhân của để em Dơ có tiền để học ở phía bên dưới kia quý vị ạ. Những tháng trước thì anh em là mỗi một tháng đi vào trong này một lần để tiến hành đưa tiền cho mẹ của em Dơ. Và tháng trước thì khi mà anh em đến đến đây thì vẫn khung cảnh mọi thứ xung quanh ở đây mọi người là lúc đó thì vẫn còn đang vừa mới phát nương thôi. Mà tháng này anh em quay lại đã nhìn thấy đây này quý vị này, bà con ở đây đã trồng được hết ngô và ngô cũng đã lên tương đối là cao rồi. Đây bà con còn vun ngô rồi cơ. Ui, củ cải mèo này to thật đây này. Cái rau cải mèo cho mọi người đây đang là để sẵn như thế này, mai lấy hạt để làm giống thì sao. To thật. Có lẽ là cái này là từ vụ vụ mùa của năm ngoái. Bà con là để dành. Mặc dù là thời gian này ở trên khu này là cũng rất là ít mưa, hầu như là không có mưa mà mưa chỉ có mưa phùn thôi. Nhưng mà bà con ở đây thì vẫn trồng được ngô vì là nghe mọi người chia sẻ rằng là ở những cái khu mà ở những cái hốc đá như thế này ấy, thì khi mà mưa nó cái lượng nước nó ẩm cái độ ẩm ở chỗ những cái hốc đất ở chỗ đá như thế này nó giữ được lâu hơn. Và đặc biệt là khu nhà của em Dơ này nó thời tiết nó mát hơn những cái khu khác, là nó không quá nắng thì nó không sợ ảnh hưởng đến cây ngô như e chi bù tết ở nhật hả túc một vò tù tò tùn ra phía đi nè. Vâng, ông là đang gánh phân à? Cháu xem là cái này có trộn với cái gì không ông? Con đi à, phụ phụ dung chỉ mua thế này à? Chỉ cháu cho nè chi đáo cháu cho chi đáo thế ý cho cháu đó à? Vâng. Nương của ông là từ đâu ấy ông? Ông cho tí nè. Ông bố tư nè. À, tuần sau là. Vâng. Tuần sau chỉ nhau chơi này. Con lên lên thăm trên nhà của em Dơ một tí. À. Vâng. Mẹ nhân này. À vâng, có mẹ em Dơ ở nhà hay sao ấy? Mẹ. Vâng, mẹ của em Dơ ở nhà. Thế ông đi đi, có mệt không? À, nương của ông đây à? À. Cái này đang đi vun ấy nhỉ ông nhỉ? Vâng. Tầm này là bà con ở tầm này là đang đang vun ngô dần rồi. Này chắc là cũng vừa mới vun cách đây mấy hôm. Thế là mọi người những cái thời gian vừa rồi ấy, thì bà con ở đây là rất hay là trồng xen canh những cái đậu như này đi vào đây quý vị này. Ở Tết rồi. À, đây. Ôi sao là trồng sát ra ra cái đường hết như này. Cho nên là cho tỏ chị nè. Cái này hình như là nó nở hoa đang chuẩn bị có ấy rồi sao ấy nhỉ? Hả? Nó chê là bò. Con chào bà. Vâng. Vâng. Nhà mình là cái này là vun ngô được rồi ấy nhỉ? Cái này là trồng từ tháng mấy rồi ấy cô? Cho nhìn này này cho từ lúc lì từ nên nên nữa. Cho từ đi. Ừ. Lúc lì à? Lúc chiếu lúc chiếu. Nếu thì nó chết tàn thò lúc xiết cả cho nó. À vừa mới ăn Tết xong là gia đình mình cũng trồng thế lực cũng được tầm 3 tháng rồi mà nhỉ. Giống mua pe lì ố nhỏ. Chị tao mua. Ờ. Ó lì to ấy nhỉ? Ó lì to nó. Hơn hơn 2 tháng rồi mới có. Nhí tàu tết thả bả. Vâng, có mới mọc được như này. Nhưng mà bình thường là của ngô của mình là cái loại giống ngô là 3 tháng kia hay là loại hơn ấy bà? Cho nên là phải cho bóc cử cho bé lì tới là cho nó. Cho nó cho cái mông chứ rồi. Ờ cho cho bé lì mà cho cái mông. Cho nên mà cho lúc này xa lúc này lì thế xíu. Ờ. Cái này là cũng lâu năm lâu phết đấy nhỉ, cũng còn tận mà 4 5 tháng mới có bắp. Con thả lúc cho chi ở đây thả vào bích bao rồi. Vâng, con cũng nói được tiếng mông thì cô yên tâm không sao đâu. cô ơi, cháu hỏi một tí nhá. Ở cái bình thường là cháu đi rất là nhiều và thấy mọi người ở đây là mình thường hay xếp cái chỗ đá như này. Là mình mỗi năm là mình xếp dần hay là mình bỏ công ra một ngày để mình làm ấy cô? Nên tôi mới tụt bò rồi. Vâng. Tụt là mình nên cho chỉnh chỉ vào đây này là thảo từ
chỉnh sông ua chỉnh chỉnh khâu mũi chỉ là lý chán à? À, chỉ chỉnh sông ua chỉnh chút xì nó. Mỗi năm là xếp một lần nhỉ? Đây này quý vị này, để mà bà con có một cái hốc như thế này thôi. Một cái hốc như thế này trồng được có mỗi hai cái gốc ngô thôi, nhưng mà bà con lại phải tốn bao nhiêu công để mà xếp được những một cái hàng rào đá như thế này. Đấy, từ cục dưới này lên đây này. Nó phải như thế này cơ. Đấy, cái diện tích đất canh tác của bà con đây rất là hạn hẹp. Ba thì em giờ có ở nhà không? Tuần sau là nước chê chị nhót này. Ờ, nên mua cẩn tắc rồi. Hôm nay bà làm gì đấy? Nước nữa không ạ chị nè? Ông ờ, để chị để cháu cài cái này. À, cô đang bà đang đi vun ngô à? Ông à, lòng bột tế ông cho nhót tỏn đi à? Nhót tỏn. À, cái của bà là ở phía bên kia. Nhà mình vun ngô sắp xong chưa bà? Ông à, cho tế của vô tài gì đó. Của tao tế ồ. À, bà là mẹ của em dơ thì hiện tại là chỉ có một mình thôi quý vị ạ. Nên là để làm những cái công việc là cũng phải rất là gian nan. Em dơ thì em đi học rồi. Còn anh Sình thì bản thân anh là mẹ của anh đấy. Bà là còn phải đi giúp chứ đừng nói đến là anh Sình là phụ công việc nhà. Bởi vì là anh Sình là cũng chỉ có anh Sình là cụt chân, anh chỉ có một chân thôi. Nên những công việc như là đi vun ngô thứ này này, anh là làm rất là khó khăn. Nên tương đối là khó, nên là cần mẹ của anh đấy là phải đi giúp chứ. Bà là ăn cơm chưa bà? Nó mỏ chị tao. Nó mỏ. Bà là ăn mềm mén hay ăn cái gì vậy? Nó mỏ mông mầm lên. Nó mầm lên chứ. À, bà là có vẫn còn gạo để mà ăn này. Gạo mình còn nhiều không bà? Cho mầm lên của cho tao. Tức chị mua à? Tao là. Cũng gần hết rồi. À, hôm cầu nay thì cút đây tản à? Hả? Cầu cút đây tản. À, lấy cũng lấy cho ấy hết rồi. Tại là cái thời gian này là hôm nay anh em vào đây thì là mong cái phần tiền của anh là mở vào. Thì bình thường là anh em hay có trích ra một ít để mua cả gạo và nhu yếu phẩm và cho cô. Cũng thời gian này chắc là gia đình cũng phải mua những cái giống ngô này và phân bón để trồng ngô ấy. Nên là em Dương nghĩ là lúc thời gian này cô cũng không có tiền để mà gửi cho em Dơ. Nên là anh em mà thôi tính mình sẽ để dư dư tiền một tí anh em lấy về để cho cô, gửi cho em Dơ có nhiều tiền hơn để em có thể trang trải cuộc sống sinh viên ấy. Nên là anh em mới quyết định là hôm nay không mua như mua gạo vào nữa. Còn bên này thì ôi cái này là cái này cô lấy cho dê à? Cho nữa cho bút chì là. Bút chì là. Đây này. Của cho bút chì. Bây giờ thời gian này có đi lấy rau lấy cỏ cho dê này có lấy khó không cô? Cho rau bút chì này đi vừa mùa rau đế này. Lại phải trống tiền. À, lại phải trống tiền thôi. Đây. Đây, cô thì mình đi ra ngoài nói chuyện đi. Ở đấy trong nhà hơi tối ấy. Nhà mình có đàn gà bé nhiều nhờ. Hô. Cho mình nhỏ cây trống nghe nhỉ? Trống à? Đông thật đấy. Là cái này cùng một lứa luôn ạ. Đấy nhá, nông đi bên lò đưa cho à khó nhìn tù chín trời nó tỏ mì cu nửa xa lò bút tù tùm ra một cẩn tay này. Ta bây giờ cho cá lò bút nửa. Cho cá lò bút nửa. Ta từ dùng bút nửa mà xa bút nửa. Đây chúng cháu tiếp tục lấy cái tiền của anh NM về để gửi cho cô để có gửi cho em Dơ nhá. Thời gian này mình có tiền để gửi cho em Dơ đây nhá, cùng 1,5 triệu nha quý vị nhá. Đây cái khoản tiền của gửi cho em Dơ này. Con cá đưa cho chế bút nửa. Thời gian này cô có bà có tiền để gửi cho em Dơ không? Chi tranh nữa cũng mua nhiệt mà sao bút nửa. Tôi chỉ mua nè. Tôi chỉ mua bữa nông. Nên cá này không muốn thật ta này giống thật ta thế. Tôi chỉ phụ tận đồ chúng tôi chỉ. Tôi chỉ mua ít khoảng gạo cho nè. Vâng. Ở đây là bà là cũng thời gian này cũng không biết lấy ra tiền nên cũng không có tiền gửi cho em Dơ. Cũng may quá là anh em vào đến đây kịp thời thì bà cũng có hiện tại thì cũng có tiền để mà gửi cho em Dơ rồi. Thì bà cũng gửi lời cảm ơn đến anh NM. Hãy lưu sau thanh tù gần chín trời nhất tiền mình cũng xa con nhí là bát tùn xa đấy. Sau sáng tù chín trời hả? Thì chỉ chịu tù chín trời thôi. Vâng, đây là lời cảm ơn của mẹ em Dơ. Rất là cảm ơn anh NM đã dành cái khoản quỹ này để cho em đi học, để mai này có ngành có nghề ra, có để lo cho được cuộc sống của bản thân mình nhiều hơn. Rất là cảm ơn anh. Và em Dương cũng xin thay mặt anh Ngọc cùng với lại anh em toàn team Mặt Sắc Dân Tộc xin chân thành cảm ơn anh đã luôn luôn đồng hành cùng với anh em đội team Mặt Sắc Dân Tộc để hỗ trợ bà con vùng cao nghèo này. Chúc anh cùng với toàn thể gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc ạ. Và hiện tại thì anh em cũng đã trao phần quà này xong. Và cũng nhân tiện hôm nay anh em đến đây thì cũng muốn cập nhật cái con vật nuôi của gia đình. Chỉ nữa đó, thì bà ấy sao mấy con dê của mình bây giờ còn mỗi hai con này bà?
哦，像你木哦，听说读书了，说读书呢，叫大木大读大呢，叫本座木木大有趣啊，哦，木木叫有趣啊。ở thời gian này thì dê của gia đình là không thả được nữa, vì lúc nãy anh em Dơ cũng có ghi hình cho quý vị thấy là xung quanh nhà của em Dơ này hiện tại là mọi người đã trồng ngô là mọc hết rồi, là thả ra đi là ở xung quanh này là không được. Đây ngay phía đằng sau đây này quý vị này, không còn đường để mà đi thả dê luôn. Bình thường bà là không biết là thả dê đi qua đường nào. Ô xin tranh thở thứ cho chìm ô có từ mụn hả ô thả chỗ lại cho bú à, à bà là toàn đi lấy cỏ về cho thôi. Còn bình thường bà là đi chắc thả qua đường này chứ đúng không? Có ni mù lò. Ô cái chỗ này đi đâu thì đi sao không bà? Con ni là mù con từ mù đết gì đấy nè. Con ni mù phủ sầu ni. Ở bên trên này có nhà ở không? Phủ bể trong bể. Bể ni mù mua mua trên lấy nó chứ mua. Mua ô lú đó. Mua ô lú đéo. Tụ nhá ở tên chỗ ni nhỏ sầu ni à. Bể ni hữu tụ cư. Ồ bể tụ xin mây đấy. À. Bể tụ xin mây. À em chú của bà là ở trên này. Tận nếp cho bể bể trên. Ở bên trên này là anh em thấy là lên chỗ nhà của em Dơ này đã lên cao lắm rồi. Và cái điều kiện nước sinh hoạt ở đây cũng tương đối là khó rồi. Tuy nhiên là phía bên trên này còn có hai ngôi nhà ở trên phía bên trên này nữa. Bà anh Sình là vô nua xong chưa hả bà? Cái là xanh nó tết tài gì đó. Ừ chị tốt táo. Nơ 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 lọ. Anh đấy bây giờ còn làm không? Hả? Nơ nền ní hát chỉ ngủ á. Nên là ua. Bây giờ đang vô nua á. Tầm giờ trưa này không nghỉ à? Nơ chị sao nó xù lọ? Nơ chị tốt nó xù. À. Bà là có đi giúp anh Sình không? Ô bố bà nữa kìa. Chưa gì bà. Bà cũng không. Ô chô từ ua chị tao ta mà. À, bà là bây giờ thời gian này là bà đang tự một mình làm gia đình của bà nữa nên là cũng không đi hộ anh Sình được. Thế bà đang bảo là ban nãy anh em Dương đang định là đi lên trên cô hai của anh ngôi nhà bên trên này để xem cái điều kiện sống của bà con ở trên này một chút. Nhưng mà nghe bà nói rằng là hiện tại anh Sình cũng đang vun ngô ấy, thì chắc có lẽ là em Dương sẽ đi xuống như đấy để xem cái anh vun ngô đến đâu rồi. Còn trong điều kiện nếu mà của anh mà còn nhiều quá thì không biết là anh có nhờ được mọi người để giúp đỡ hay không, để xem mọi người cũng chắc là mọi người cũng tò mò là với cái điều kiện cơ thể của anh như thế này thì anh đấy sẽ vun ngô kiểu gì. Em Dương cũng đang khá là thắc mắc, chắc chắn là sẽ rất là khó khăn hơn những người đầy đủ rồi. Tuy nhiên thì bởi vì cái đấy là cuộc sống mưu sinh mà quý vị, là anh em sẽ đi xuống đấy để xem là anh Sình nó vun ngô như thế nào nhé quý vị nhé. Dần chắc là cũng tạm biệt mẹ của em Dơ, sau đó anh em sẽ tiếp tục đi xuống dưới kia để xem anh Sình vun ngô như thế nào quý vị nhé. Đây là căn nhà của em Dơ đây, em thấy con. Và đây là không phải là tại sao mẹ em Dơ là không đi hộ anh Sình, mà anh Sình cũng là con đẻ của mình đấy. Nhưng mà ở đây là quý vị bà con ở trên này là một khi đã mình đã lập gia đình riêng rồi, có một cái căn nhà riêng rồi ấy, thì khi mà ít nhất là gia đình mình còn phải bà phải tự làm xong cái công việc của nhà mình đã thì mới tiến hành là đi giúp anh Sinh được quý vị ạ. Vì bà hiện tại cũng đã có tuổi rồi, bây giờ còn đi giúp các con xong là làm hết cái việc này của nhà mình sau lại đi giúp con nữa thì tự công việc cũng rất là nhiều, bà cũng rất là vất vả, còn có con dê nữa. May mắn rằng là bà vẫn còn thực sự là phải sức khỏe còn rất là tốt nên mới làm được công việc nhiều như vậy đấy quý vị ạ. Quý vị anh em đã đến gần chỗ khu nhà của anh Sình. Nghe bà nghe mẹ của anh Sình nói rằng là anh Sình cũng đang vun ngô ở quanh đâu đây, nhưng mà anh em nhìn mãi không thấy đâu. Ở quanh khu này thì hiện tại bà con cũng đã anh Sình trên kia thì phải. Anh Sình ơi. Đang vun ngô à? Ồ, có từ nguồn à? À, ở trên kia quý vị ạ. Nhìn mãi không thấy tại vì anh Sình là anh mặc cả cái áo dân tộc, cái áo cũng đen đen, cũng đồng màu với lại màu đá ấy. Anh em nhìn ngó mãi không thấy. Ồ, anh leo trèo lên tận trên đấy để vun ngô. Bây giờ đi đâu, đi qua đâu được nhỉ? Đang bảo là không biết là cái cách của anh Sình, anh đấy vun ngô anh ấy vun như thế nào nữa. Và để cái cách ngồi là và làm việc như kiểu của anh Sình thì cũng tương đối là vất vả. Ở trên những cái núi đá ta mèo như thế này thì do là cái điều kiện thời tiết nó cũng khá là khắc nghiệt đấy. Này quý vị này, đây bà con trồng ngô đây.
đấy, trồng vào những cái hốc đá như thế này. Có một số cái đá ở chỗ khu nhà của anh Sinh này là đều mọc rêu tương đối là nhiều quý vị ạ. Đây này, đấy, mọc hết rêu ở đây này. Như phía bên này là cái tảng đá nó cao to hơn, lại không thấy mấy. Đấy, anh Sinh đang vun ngô ở đây quý vị. Em tưởng là ở tận mãi dưới kia cơ. Cho tết cho ni lọ. À, anh làm từ lúc nào rồi, anh không về ăn cơm chưa à? Ừ. Chỉ một chén nó mỏ lọ. Hả? Chỉ một chén nó xù lọ. Trong hết thành của tà cho. À, của anh sắp hết chưa? Dư tà lọ. Hả? Dư tà lọ. Dư tà. Cho chỉ số ốp ít trong nhiều. À, còn có mấy khóm này thôi à, cũng sắp hết rồi nhỉ. Là của anh là từ đây xuống dưới kia à anh? Hả? Thế đâu? Cho ni một chỗ hâu lọ. Ừ, từ đây xuống đến tận dưới kia. Này quý vị này, một mình anh Sinh. Cái này là anh tự làm à anh Sinh? Anh tự vun à? Con nhéo ở thế lọ. Đây này quý vị này, đây cái cách anh Sinh đang vun ngô đây nhá. Có thể là những cái công việc này em Dương có thể em Dương làm được, nhưng mà em Dương muốn là chia sẻ những cái hình ảnh mà đời thực, những cái công việc hàng ngày của anh Sinh làm để cho quý vị thấy. Thời gian này anh còn có cái gì ăn không? Chị trách nữa, bình chua trình chua bóc cứng nọ này. Hả? Bù chỉnh sửa bất cứ nó này. Bất cứ? Ừ. Bất cứ thứ tò nữa. Tết này bất cứ thứ tò hết là. À, ngô anh cũng hết rồi à? Thế thời gian này anh ăn cái gì? Lý xì chánh này ăn nó gì? Lý xì chánh này uống trà vô chỉ chung nữa chứ là. À, cũng đi lấy ít ngô ăn thôi à? À, lấy mua gạo ăn à? Cái chỗ nương này của nhà anh làm bao nhiêu lâu rồi? Cho nên ông có tên này, ông ủ đồ hàn tên này. Có tên này? Ừ. Ông thấy khử tông chỉ rồi. Làm được... tao châu nữa rồi. Được 6 ngày rồi. 6 ngày đến hôm nay mới kết thúc. Là cũng đúng cái hôm mà anh em về để mà gửi tiền của em dơ. Rồi tình cờ gặp anh đấy. Đây này quý vị này. Mặc dù là anh Sình với khó khăn như vậy, nhưng mà anh vẫn có lấy được cả... do bếp cái thứ này đi vào vun và cùng đây này. Do bếp này là anh tự gánh vào hay là có nhờ ai không? Cho Ni nè. Ô bù thò lơ bù bà là ô bù ô nè. Hả? Cho Ni nè. Cho ủa... Đây này quý vị này. Anh là không... Do là anh đang một chân thôi ấy. Thì chắc là anh đứng mỏi chân quá. Chân ấy? Do mà. Chờ giờ uống tụ uống chỗ hả? À. Ừ. Nên là anh đứng có lẽ là mỏi chân quá. Anh là phải... kịu gối xuống để mà chân kia trống lên thì mới bắt đầu vun được. Thôi cái này anh để em vun cho. Chiên đi con đi chịu bao ủa sao? Chịu mà uống. Chịu sao? Chịu bao ủa? Đây để anh để em. Của nhà đi giá? Ừ. Giờ thì gió. Rồi. Cái này em biết làm mà. Trước em ở nhà em cũng đi vun ngô mà. Thấu nhá chê uống thế mà. Ừ. Ừ, u chê là to chó cừ mà. Ừ. Để mà người bình thường thì chân tay có đầy đủ ấy thì làm nó không quá là khó khăn. Tuy nhiên là đối với anh Sình thì anh lại bị cụt mất một chân. Còn cụ thể mà ngày trước anh bị tại sao lại bị cụt chân như thế này thì những cái thước phim ngày trước nếu có bác nào có theo dõi trên kênh từ trước đến giờ thì cô bác cũng có biết rồi. Đây này, không có đất là phải lấy chỗ khác vì để mà vun vào. Được chưa anh? Nhắn nhì tàu chị tàu? Tàu mà. Cái chỗ này có vun vào không? Cho Ni nè, phụ nè. Cho ở cho nhà cháu nụ chứ cả. Mà xin nữa nhá. Ừ, xin nữa. Cái này kệ nhà, cái này rau dền này. Rau dền nhà anh trồng nhiều không? Ừ. Con đi ốc vừa muôn tàu này. Hả? Vừa muôn tàu này con nhìn nè. Cho muôn tàu hết mà. À. Ừ. Anh cũng trồng ở trên nương à? À đây ở những cái gốc. Ô cái dưới này nữa này đây này. Cho ông trồng một mùa. Không. Anh để em. Em anh để em. Đây này. Cái chỗ này là không tìm thấy một cái tí đất nào để mà vun luôn này quý vị này. Đấy. Không biết là anh làm cái gì đây. Gọi là tận dụng từng ly từng tí một. Thì mới có đất để mà làm. Khứ khứ ô. Khứ khứ chở. Ồ.
phải gọi là thật sự khâm phục. Anh cẩn thận nhé, không tí ngã xuống như kia ôm vào máu. Chạy đi chả bông mà. Bông à? Anh làm như thế này có mỏi chân ấy không? Con đi pù già nè, lúc có đại sát tờ sát có tới sát nhìn nè. Ồ, xin không như nhìn nè. Sao à, dù chỉ giá mà dùng kê tế mà chọn hấu. Bởi vì là anh là chỉ có một chân thôi nên là lúc lúc nào vun ấy thì đây anh lên đây. Nó mạo đi chạy. Lúc nào anh vun ngô là anh phải quỵu hết hẳn quỵu hẳn gối xuống. Đứng lâu kiểu đứng một chân ấy mình nhảy lò cò là mình thấy mỏi rồi. Đây này. Hết chưa anh? Còn có chỗ nào nữa không? Vừa chỉ chuôn tào là té một trống chơi sợ. À, thế để anh để em cầm cái cuốc cho. Chịu ao chịu bác. Ô chịu cắp bác cả. Ừ. Có tàu. Đây quý vị này, em Dương muốn chia sẻ những cái hoạt động của anh Sình để cho một quý vị thấy. Bởi vì cũng lâu lắm anh em cũng không vào đây để mà thăm anh Sình rồi. Thì anh lại quay lên này anh Sình. Ừ. Đi cho có lò. Đi chọn cho có lượt vậy nha. Nhưng mà anh lên đây làm gì? Ừ. Cho có lò chị nè. Cho có lượt tới rốn luôn. Ờ. Ừ. Lên trên này hái rau á. Con chim này được của anh à? Ừ. Ô tù lò. Ông tu chả. À. Nên anh làm sao bắt được á? Chả nhớ là thấy chọn. Ô chả tiền tàu tù ni nè. Như cho lửa chẳng mở con hả? Ô chả tiền tàu tù ni nè. Tù là chúa chứ à. À anh làm bẫy à. Chim này là chim gì nhỉ? Đĩa giá tù ni nè. Thá giả tiền à. Hả? Thá giả tiền à, cái câu chứ à. Ờ. Này. Anh Sình mặc dù chân của anh như vậy nhưng mà anh vẫn đi bẫy được chim để mà về nuôi đây quý vị ạ. Đây này. Vì là anh cũng sống một mình ấy. Cũng khá là cô đơn. Là cũng muốn nuôi những cái con vật nào đó để bầu bạn với nhau. Này quý vị này, cái chỗ này là anh Sình còn lấy búa về đập để làm cái cầu thang đi lại để lên nương của mình ấy. Bởi vì là anh Sình là cũng trồng để lấy đường đi lại cũng như là anh Sình là cũng trồng rau ở trên nương nên là anh để đi lại hái rau cũng tiện hơn cũng như là lúc lên làm nương ấy thì anh đi cũng tiện hơn. Này từ trên kia đi xuống dưới này này. Đấy anh là cái này là anh tự làm luôn. Cái này anh lấy búa về tự đập hả anh Sình? Bao nhiêu là cho cháu nó trông nào? Cho cháu trông thế. À. Xếp lấy tự đập rồi tự xếp một mình làm để lên nương của mình. Đây là ngôi nhà của anh Sình đấy nhá quý vị nhá. Đây anh hiện tại đang sống một mình. Cũng do điều kiện là anh chân cản như thế này. Đây cái chỗ đường đi lại của nhà anh đây. Chân của anh như thế này nên là điều kiện là anh cũng không lập gia đình. Anh Sình nuôi cái gì đây đấy? Ô chú chị đi nè. Hả? Ô chú. À. Cho cái lò. À cái chỗ để gà ngủ. Nhà của anh Sình đấy mọi người. Bây giờ anh Sình là cũng vừa mới đi làm về. Đến giờ trưa cũng vừa mới về nhà. Lại bây giờ chắc về nhà cũng chỉ để vừa mới về để kịp nấu cơm ăn thôi. Nên quý vị hôm nay thì em Dũng cũng đi vào trong này để tiến hành là trao phần tiền của anh NM có gửi tiền quỹ đi học để cho em Dơ, để trao cho em Dơ để cho mẹ em Dơ tiến hành gửi cho em Dơ ở dưới Thái Nguyên để em đang đi học ở dưới đấy. Và cũng nhân tiện là lâu ngày anh em không vào đây ấy, thì đi vào trong này để xem chia sẻ xem anh Sình dạo này anh đã buôn ngô xong hay chưa và việc công việc của anh đấy như thế nào rồi. Thì anh em Dương cũng chia sẻ cái công việc hàng ngày của anh Sình là như vậy. Còn bây giờ thì em Dương có chút cực công việc như những chỗ khác nữa, chắc em Dương cũng xin phép là được từ video này tại đây ạ. Xin hẹn gặp lại quý vị ở video tiếp theo ạ.